Hai bài đầu tiên con sẽ biểu diễn là bài Clair de Lune và bài Valse 14. Bài Clair de Lune của Debussy có nghĩa là ánh trăng. Bài này rất nhẹ như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Con rất thích bài này vì tất cả các thành phần trong bài mang lại cho con một không khí rất trong sạch và sáng suốt. Đây là một trong hai bài mới nhất của con. Bài thứ hai là bài Valse 14 của Chopin. Bài này rất nhanh và mạnh mẽ. Bài này đòi hỏi sự tinh tế, cho nên một lỗi nhỏ sẽ làm cho cả bài hỏng đi. Nói thật thì suốt thời gian con tập bài này, hầu hết con chỉ ngồi tập những động tác bất thường chứ không hề đụng tới bài, vì thầy Kỳ Anh nói tay con bị dị tật nên phải ngồi sửa thì mới đánh hay được. Hân mời mọi người lắng nghe.
Thank you.